Đây là bộ anime hot nhất năm 2020 và sẽ trở lại trong tháng 7 năm nay để sát cánh cùng các thầy cúng trong công cuộc dùng tay chân hay thậm chí là cả miệng để thanh tẩy những con quái vật bị nguyền. Chú thuật hối chiến. Đây là Itadori Yuji, một nam sinh bình thường với sở thích bất thường, kiểu thích tham gia nghiên cứu các hiện tượng ma quái nhưng lại có sức mạnh thể chất phi thường. Ném cầu sắt xa hơn 23m, chạy 50m trong 3 giây này. Vẫn chưa thấy phi thường à? Thế thì hãy đến với chùm cuối, nơi có một đống những mẫu áo thun xịn sò với mẫu mã đa dạng. Tuy không thể biến bạn trở thành một kẻ như Yuji, nhưng sẽ khiến bạn nổi bật trong đám đông với dáng vẻ độc lạ, không lẫn vào đâu được. Mua đây. Như bao nam chính trong các bộ shonen khác, Yuji không còn cha mẹ từ nhỏ và sống với ông nội. Cuộc đời cậu bước sang trang mới khi người thân duy nhất cũng rời đi. Trước khi về bên tiên tổ, ông khuyên cậu rằng sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao. Và hãy cứu giúp mọi người để khi chết còn có người thắp nhang cho, đừng như ông. Và trang tiếp theo được lật khi cậu gặp Fushiguro Megumi, một chú thuật sư trẻ ngang với Yuji, người mà hiện tại đang nhận một nhiệm vụ đi thu hồi chú vật đặc cấp. Nhưng khi đến điểm chứa thì không thấy thứ đó đâu. Trong khi đi điều tra, cậu đã cảm nhận được mùi của thứ đó trên người Yuji nên muốn đến lấy lại. Theo lời đầu tua tủa kể thì ở Nhật Bản mỗi năm đều có những vụ chết người hoặc mất tích bí ẩn. Nguyên nhân chính xuất phát từ những cảm xúc tiêu cực tích tụ lại, trở thành những lời nguyền. Nơi đâu cảm xúc càng mạnh thì lời nguyền càng khỏe. Nhiều ngôi trường đã lấy các chú vật để trừ tà. Tuy nhiên chú vật ở trường Yuji thì chẳng những không thể trừ tà mà còn siêu cực kỳ siêu tà luôn và đặc biệt nguy hiểm. Yuji bèn ok đưa. Mỗi tội là cái chú vật đó cậu lại không cầm. Nó đang trong tay hai anh chị khóa trên cùng câu lạc bộ tâm linh với cậu. Chả biết hai ông bà này lấy can đảm từ đâu mà đêm hôm ngồi bóc chú vật ra nghiên cứu. Hết cứu, nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, Megumi và Yuji tốc biến đến trường trước khi điều tồi tệ xảy ra. Nhưng họ đã quá muộn. Mùi xú uế bao trùm khắp trường, báo hiệu sự xuất hiện của lời nguyền. Megumi bảo Yuji đứng ngoài còn mình sẽ lao vào bên trong cứu người. Các chú thuật sư chiến đấu khác với các thầy cúng thông thường. Họ thường sở hữu những skill đặc biệt gọi là thuật thức. Thuật thức của Megumi mang tên Pokemon. Với nó, cậu có thể triệu tập các thức thần từ bóng của mình. Trong tình huống này, Megumi quyết định chọn cặp hắc bạch husky. Vừa dọn dẹp lời nguyền chắn đường, vừa tìm chỗ hai chú báo kia cho lẹ. Nhưng khi đến nơi, cậu phát hiện ra đám lời nguyền đang cố nuốt hai người họ, cùng với chú vật đặc cấp nữa. Mọi thứ đã too late. Yuji ở bên ngoài thẩm lời ông dậy, bất ngờ liều mạng nhảy cửa sổ và giải cứu thành công hai senpai của mình. Đồng thời Megumi cũng ra đòn thanh tẩy xong đám lời nguyền. Thứ bùa chú kia chính là ngón tay của Sukuna, chú nguyền sư kiêm lời nguyền mạnh nhất và đáng sợ nhất. Lũ lời nguyền luôn trực chờ để sực mấy ngón tay này để được gia tăng chú lực. Đang định trả lại thứ nguy hiểm đó cho Megumi thì từ trần nhà một lời nguyền tấn công Yuji. Megumi vội lao lại cứu và thế là cậu chịu đòn thay. Sức mạnh của con lời nguyền này quá ghê gớm. Nó đập cho Megumi nội thương lẫn ngoại thương có đủ. Để sử dụng thuật thức nom cũng khó. Bất chấp nguy hiểm, Yuji vẫn ra sức đối đầu với con lời nguyền đó. Nhưng do cậu không có chú lực nên mấy đòn chỉ như tẩm quất rác hơi và nhanh chóng bị nó tóm gọn. Với tâm thế không còn gì để mất, Yuji quyết định test nhân phẩm bằng cách nuốt ngón tay của Sukuna. Trong sự trầm trồ đến phát hoảng của Megumi, ngay lập tức Yuji thoát khỏi vòng tay của con quái. Và một chạm của cậu là đủ để nó bay màu tại chỗ. Người thường mà nuốt cái này thì thường là chết luôn. Và cơ hội sống sót là 1/1 tỷ. Nhưng Yuji đã may mắn. À khoan, đó không phải Yuji mà là Sukuna. Hắn đã chiếm lấy thân xác Hứa Tóc Hồng. Đây chính là tình huống xấu nhất mà Megumi có thể nghĩ ra. Quả này thế giới coi như xong. Ai ngờ Hứa Yuji lì phết. Cậu ra sức phản kháng để lấy lại cơ thể. Nhưng dù được hay không thì cậu đã là một nguyền hồn rồi. Mà đã là lời nguyền thì phải thanh tẩy, nhưng Megumi lại không nỡ. Đang khó nghĩ thì Gojo Satoru, thầy giáo của Megumi kiêm chú thuật sư mạnh nhất hiện tại và kiêm nhiều thứ khác, xuất hiện. Sau khi biết tin Yuji đã đớp chú vật đặc cấp, Gojo hào hứng xin được thỉnh giáo chiêu thức với vua lời nguyền trong vòng 10 giây, vừa để xem khả năng kiểm soát của cú tóc hồng, vừa để đánh giá xem năng lực của vua nguyền hồn đến đâu. Trong khi Gojo còn đang khởi động làm nóng thì Sukuna đã hấp tấp lao lên tấn công. Nhưng hông bé ơi, anh né kịp rồi, không chịu nhục trước một thằng danh. Sukuna liên tục lao đến, ngay cả tuyệt kỹ đã xé nhỏ con lời nguyền trước đó cũng chẳng xi nhê. Kết thúc 10 giây, Yuji lập tức lấy lại thể xác của mình. Gojo thấy thế thì bảo cu này đặc biệt ghê, rồi đánh ngất Yuji, đưa về trường chú thuật chờ phán xét. Megumi hiểu rằng theo luật thì tóc hồng phải chết, nhưng cậu mong rằng thầy sẽ tìm được cách cứu người bạn mới này. Và Gojo đồng ý. Đến khi tỉnh lại, đập vào mắt Yuji là một nơi chứa đầy bùa chú và ông thầy Gojo. Sau khi chào hỏi và giới thiệu, Gojo cho Yuji hay tin rằng cậu đã bị phán án tử, nhưng sẽ được hoãn thi hành nếu cậu đồng ý thành vật chứa cho Sukuna. Bởi hiếm có kẻ nào có thể chứa được sức mạnh ghê gớm ấy. Hơn nữa những ngón tay ấy không thể bị phá hủy. Vậy nên thay vì xử tử ngay thì Yuji có thể nuốt hết 20 ngón tay rồi thu dọn hành lý cùng Sukuna về miền cực nhọc. Dĩ nhiên nếu cậu muốn đi luôn thì luôn cũng được, tùy cậu chọn. Sau khi đến thăm hai senpai của mình, thấy họ đang thân tàn ma dại trong viện, lại nghĩ đến lời dặn dò của ông, Yuji quyết định chấp nhận kèo làm avatar cho vua nguyền hồn cho đến khi đủ 20 ngón sẽ quyên sinh. Để tặng quà chào đón, Gojo đưa luôn ngón thứ hai cho Yuji mâm. Tưởng chừng như sau khi nuốt ngón thứ hai, Yuji sẽ khó kiềm chế sức mạnh của Sukuna hơn. Nhưng không, hai ngón vẫn chưa đủ để Yuji mất control. Để tiện theo dõi, Yuji sẽ theo Gojo và Megumi trở về trường chuyên chú thuật, nơi không cần thi đại học cũng có thể hành nghề. Trước khi được nhận vào trường,
Tóc hồng được Gojo đưa đến phòng hiệu trưởng, mở đầu cho buổi phỏng vấn. Yuji đã bị hỏi về lý do tại sao cậu muốn vào đây. Khi nghe cậu nói rằng mình nhập học vì ước nguyện của người khác, hiệu trưởng ngay lập tức cho đánh rớt. Nhưng chưa rớt hẳn, ngồi đấy trả lời lại đề. Nhưng mà trả lời sai thì ăn đòn. Xong ông dùng chú hài, mấy con thú bông được truyền chú lực do ông chế tác để đập cậu nếu dám nói linh tinh. Ông hiệu trưởng nhấn thêm về độ khắc nghiệt của cái nghề này. Có làm cũng chưa chắc có ăn đâu, bởi vì dễ ngỏm, nếu không có động lực rõ ràng sẽ không thể tồn tại được. Mấy cú đấm của gấu bông có vẻ hiệu quả phết. Yuji cuối cùng cũng ngộ ra được chân lý mà đưa ra một câu trả lời khiến hiệu trưởng chấp nhận. Sau khi qua được vòng phỏng vấn, giờ là lúc để nhận phòng ký túc. Yuji được Gojo giải thích thêm về nhiệm vụ chứa Sukuna. Cậu không chỉ đóng vai trò hấp thụ ngón tay của hắn, mà sẽ còn là một cái radar để dò ra chúng. Nên là không được ngồi không chờ buffet ngón nữa. Hôm nay Gojo dẫn theo Yuji và Megumi ra nhà ga đón chào tân sinh thứ ba. Cô nàng đến từ thôn quê Kugisaki Nobara. Cô này theo học vì chán sống ở thôn quê mà muốn lên ở thành phố và được trường bao nuôi. Còn lý do sâu xa hơn thì cô không muốn chia sẻ, thì là vì Noraba không ưa cuộc sống ở nơi mà cô coi là chết rồi, và cũng vì người chị tên là Saori nữa. Sau khi cho ba đứa học trò làm quen nhau, Gojo liền tổ chức một tour du lịch khám phá Tokyo. Với hai đứa tỉnh lẻ lên thành phố như Nobara và Yuji thì hào hứng vô cùng. Và để đáp lại sự hào hứng ấy, anh thầy quyết định đưa cả bọn đến Roppongi. Nghe thì hào nhoáng, nhưng hóa ra lại là một ngôi nhà gần nghĩa trang sặc mùi lời nguyền. Megumi được miễn, còn Nobara và Yuji thì phải thanh tẩy lời nguyền trong đó để cho Gojo có thể đánh giá năng lực. Vì Yuji chưa thể kiểm soát được sức mạnh chú lực nên Gojo tặng cho cậu một con dao bầu cách tân để phòng thân, đồng thời dặn học trò cấm hack game bằng Sukuna. Với sức mạnh của hắn thì thanh tẩy lời nguyền là việc muỗi, nhưng sẽ là thảm kịch với những người xung quanh. Thực tế bài kiểm tra này dành nhiều cho Nobara. Gojo muốn kiểm tra tính phù hợp của cô cho công việc này. Vừa vào bên trong, cô nàng đã đòi tách nhóm để làm việc cho lẹ. Yuji liền bị một con lời nguyền tấn công, nhưng mà nó cũng gà gà nên chẳng mấy chốc đã bị cậu xử đẹp. Bên Nobara thì game cũng chả khó mấy. Cô đi vào một căn phòng chứa toàn mana canh, và cô nhìn sơ đã biết con nào là lời nguyền cải trang. Ngay lập tức cô lấy pháp khí của mình ra, gồm đinh và búa được buff thêm chú lực. Một khi đã trúng đòn thì lời nguyền khó mà có thể thoát cho được. Sau khi end game với con nguyền hồn, Nobara phát hiện ra có một cậu bé đang giúp ở gần đó. Chưa kịp giải cứu cậu nhóc kia thì đột nhiên có một lời nguyền khác xuất hiện. Nó ghê gớm hơn những con khác ở chỗ là có tư duy, nên thay vì đâm đầu và chiến, nó vờ cu kia làm con tin. Chọn con tim hay là nghe lý trí? Nobara quyết định chọn con tim, hạ luôn vũ khí xuống, đầu hàng vô điều kiện. Tưởng quả này Nobara xin vĩnh biệt thì Yuji đột ngột xuất hiện, cắt phăng cánh tay lời nguyền, giải cứu con tin thành công. Thấy tình thế không hay, con quái tính chạy trốn, nhưng mày không thoát được đâu con dai. Nobara lấy Annabelle rơm ra để đặt lên cánh tay còn sót lại của nó, rồi kích hoạt thuật thức gõ cái cong vào con búp bê, hoạt động na ná kiểu hình nhân bùa ngải. Thế là con lời nguyền ngỏ. Bài kiểm tra kết thúc. Sau khi đưa đứa trẻ về, Gojo liền mời cả bọn đi đánh chén một bữa coi như là tiệc chào mừng. Trong khi nhóm của Yuji đang hào hứng tươi vui thì ở phía tây Tokyo, tại trường giáo dưỡng Eishu, một số phi chú sư đã nhìn thấy một chú thai xuất hiện trên bầu trời. Thế là tổ đội Yuji và các homie lại được cử đến làm công tác thanh tẩy. Nhưng Gojo lại vắng mặt vì đi công tác xa, khiến nhiệm vụ lần này lại càng thêm phần nguy hiểm. Vì kẻ thù thuộc hạng đặc cấp, một chú thai đã nốt ngón tay của Sukuna, nên ưu tiên hàng đầu sẽ là cứu người còn sống và tránh giao chiến bằng mọi cách. Trước khi đi vào bên trong, chứng kiến sự tuyệt vọng của một người phụ nữ có con đang bị giam giữ, Yuji càng thêm quyết tâm phải cứu người cho bằng được. Hiểu được mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này, Megumi triệu hồi Bạch Husky để đề phòng cả bọn bị tập kích bất ngờ. Tuy nhiên vừa qua được cửa vào, ba thanh niên đã rơi vào bẫy của địch. Một không gian rộng lớn bày ra trước mắt họ, cửa vào cũng lập tức biến mất. Họ nhanh chóng nhận ra ba con tin đã bị giết, trong đó có cả con trai của người phụ nữ kia. Yuji muốn đưa phần xác còn lại ra nhưng Megumi phản đối. Cậu muốn ưu tiên cứu những ai còn sống. Nếu không phải vì nhiệm vụ thì Megumi nhất quyết méo thèm cứu đám con tin này, kể cả đứa con của người phụ nữ kia, vì cậu đã nắm thông tin về họ và biết rằng họ là đám cặn bã của xã hội. Thấy hai ông con dài cứ đứng cãi nhau, Nobara lên tiếng phân giải, nhưng giữa chừng thì cô bị bế đi mất. Trong sự ngạc nhiên của hai cu còn lại, lúc này Megumi mới nhận ra Bạch Husky đã mất liên lạc từ lúc nào không hay. Chưa kịp dứt lời kêu Yuji chạy trốn thì con chú thai đặc cấp đã áp sát hai người họ và xin nhẹ bàn tay của Yuji. Tình thế vô cùng nguy cấp, buộc tóc hồng phải thỏa thuận với Sukuna. Tuy nhiên hắn lại từ chối. Với 18 mảnh còn lại thì hắn vẫn có thể hồi sinh, nhưng mà Yuji bắt đầu khích tướng nên Sukuna vẫn cho phép cậu đổi. Nhưng sau khi xong việc, hắn sẽ giải quyết cả hai đồng đội của cậu. Với tình thế này không dùng Sukuna không được, nên Yuji vội bảo Megumi nhanh chân tìm Nobara rồi trốn đi, trong khi mình cầm chân chú thai. Khi nào an toàn thì báo tin và cậu sẽ thả Sukuna ra. Ban đầu Megumi kịch liệt phản đối, nhưng với bối cảnh hiện tại thì đây là cách duy nhất để cả ba có cơ hội được sống. Megumi đành chấp nhận rời đi, rồi triệu hồi Hack Husky để tìm cô bạn. Về phía Nobara cũng gặp nguy hiểm chẳng kém. Cô đang thất thế khi bị bao vây và có khi là đã bị nuốt nếu Megumi không kịp thời đến giải cứu. Trong khi đó, Yuji đang vất vả chống chọi với con đặc cấp kia vì chênh lệch trình độ là quá lớn. Những đau đớn và mệt mỏi khiến Yuji chỉ muốn dừng cuộc chơi, bỏ chạy, nghe theo tiếng gọi của bản năng sinh tồn. Nhưng Yuji vẫn quyết định gạt bỏ suy nghĩ ấy và sẽ phản kháng. Nắm đấm của cậu bỗng bộc phát chú lực. Tuy uy lực chưa đủ để đả thương chú thai, nhưng cậu đã nghe được tiếng báo hiệu rằng hai người bạn đã an toàn. Yuji liền kích hoạt trao đổi để Sukuna xuất trận. Đối mặt với vua lời nguyền, con chú thai bắt đầu
rén. Thấy thằng cu này cũng khá, Sukuna rủ nó ra hành Megumi. Mỗi tội tuổi trẻ chưa trải sự đời, con chú thai tung chiêu tấn công Sukuna. Gọi máy xong, Sukuna lập tức cho nó thấy ai mới là bố. Giao chiến mà cứ như dạo chơi. Khi thấy con chú thai có ý chí chiến đấu ra phết, Sukuna tuyên dương nó bằng cách cho nó thấy thế nào là chú thuật. Vua lời nguyền tung ra skill mạnh nhất của mình, bành trướng lãnh địa, lâu đài tình ái. Ngay lập tức con chú thai bị chia thành nhiều phần rồi tiêu biến. Sukuna đủng đỉnh thu hồi ngón tay mà con quái đã hấp thụ. Công việc hoàn thành, hắn gọi Yuji đổi vị trí, nhưng gọi hoài mà không thấy hồi đáp. Thế là hắn khoái trá trưng dụng luôn cơ thể. Trước đó Megumi đã giao Nobara lại cho quản lý, rồi một mình chờ Yuji ra ngoài. Megumi cảm nhận được lãnh địa đã biến mất, tức là chú thai đã ngỏm. Nhưng người xuất hiện sau đó không phải bạn cậu, mà lại là Sukuna. Thay vì giết cậu nhanh gọn, thì vô lời nguyền lại muốn tâm sự đôi chút. Má nói chuyện thì dùng mồm, mắc cái chi mà say áo. À có mục đích cả. Người thấy đấy, đây là trái tim của Yuji. What the fuck, để nó vô lại đi ba. Từ từ đã, Sukuna thẩm nốt ngón tay mới lấy, rồi ung dung giải thích là nếu giờ Yuji giành quyền kiểm soát thì cậu sẽ chết, nên giờ hắn tha hồ tự tung tự tác. Megumi biết rằng ông bạn sẵn sàng hy sinh, nhưng cậu không đành lòng để Yuji làm vậy, nên giờ phải tìm cách lừa Sukuna gắn tim vào chỗ cũ. Nhưng với năng lực hiện tại thì quá khó, Sukuna quá ao chỉnh, đánh Megumi lăn lông lốc, tình thế quá bất lợi, buộc Megumi phải dùng tuyệt chiêu. Sukuna thấy vậy thì cũng hào hứng hẳn lên, nhưng chưa kịp thi triển thì Yuji đã quay trở lại. Cậu không chần chừ hy sinh để ngăn cản Sukuna. Xác của Yuji được đưa về trường chuyên chú thuật để khám nghiệm. Gojo cũng đã quay trở về, và Gojo không ngu, anh biết ngay việc điều anh đi công tác và ép ba đứa nhỏ đi làm nhiệm vụ vượt khả năng đều là hảo sự của mấy lão già cấp cao nhằm thủ tiêu Yuji trong âm thầm. Gojo bèn đe dọa, mấy đứa học trò mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ giết sạch mấy lão khọm. Gojo muốn canh tân cái thế giới chú thuật này, nhưng mà quét sạch lũ khọm kia vẫn là chưa đủ, vậy nên anh mới tham gia vào làm giáo dục nhằm tạo ra một thế hệ vừa mạnh mẽ vừa thông minh. Và Yuji từng là một trong số đó. Ở một nơi nào đó tại Tokyo, một nhóm những nguyền hồn xuất hiện. Trong tổ nhóm đó có Geto Suguru, một chú nguyền sư, cùng đám nguyền hồn đại diện cho cảm xúc với đại dương, rừng, lửa và con người, tạm gọi là Si, Fo, Fai và Mân nhé. Âm mưu của chúng là muốn tận diệt loài người, chiếm thế giới này cho nguyền hồn và lời nguyền. Để thực hiện được điều đó, chúng cần xong hai job. Thứ nhất là phải ngăn chặn được Gojo và Satoru. Thứ hai là phải kéo Sukuna vào team của mình. Về Gojo thì Geto đề xuất sử dụng ngục môn cương, một chú thuật đặc cấp có thể bắt nhốt bất cứ thứ gì. Còn về Sukuna thì hắn bảo kiểu gì chả hồi sinh. Và có khi là hắn đã đúng, vì Sukuna vẫn chưa chết. Hắn đang chèn ép Yuji trong tâm thức của cậu. Hắn muốn phân chia thời gian sử dụng cơ thể, và muốn ràng buộc là khi hắn hô Isku Lao Tam, Yuji phải nhường cơ thể cho hắn trong vòng 1 phút. Trong thời gian đó, hắn sẽ không giết hại hay làm ai bị thương. Kèm vào đó, Yuji sẽ quên hoàn toàn vụ khế ước này. Ràng buộc là một thể loại khế ước đặc biệt, nếu không làm theo thì sẽ tự lăn ra mà chết. Kể cả Sukuna cũng phải tuân theo luật. Yuji bèn đồng ý vì thấy có vẻ kèo này cũng ổn, và không đồng ý thì phải chết. Thế là cậu hồi sinh khiến mọi người bất ngờ phết. Thấy vậy, Gojo giờ muốn che giấu sự trở lại của Yuji, tận dụng thời gian trống để training nhiệm vụ cho cậu. Mục tiêu của Gojo là để Yuji tự sinh ra và kiểm soát chú lực, tránh lãng phí và tối đa hóa hiệu quả. Và cách tốt nhất để làm điều đó là xem phim. Khi xem phim, cảm xúc của Yuji sẽ dao động ảnh hưởng đến chú lực phát ra. Nếu chẳng may chú lực sinh ra quá nhiều hay quá ít thì khứa chú hài gấu này sẽ đấm cậu. Tiện đó, Gojo cũng muốn biết thêm về sự hồi sinh của Yuji, có kèm theo bất cứ ràng buộc gì với Sukuna hay không. Dù là có đấy, nhưng mà theo thỏa thuận của hai bên thì Yuji sẽ mất hết trí nhớ về nó. Về phía Megumi và Nobara thì dù cũng thương tiếc cho người bạn đã khuất, nhưng họ đã sớm gạt thương đau và luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn. Và họ được nhóm 52 rủ đi tham gia đấu giao hữu với trường chú thuật khác dưới sự hướng dẫn của các anh chị bao gồm Zenin Maki, người không có chú lực nhưng lại siêu mạnh khi được cầm vào chú cụ Panda. Chú hài có thể chuyển dạng để gia tăng sức mạnh, và Inumaki Toge, chú sư hệ mõm, tuyệt kỹ là thao túng tâm lý. Thế là cả hai bắt đầu nâng cao trình độ. Và một buổi tối khi đang trên đường đến cuộc hẹn với hiệu trưởng, Gojo cảm nhận được mùi xú uế của lời nguyền nên quyết định dừng xe để kiểm tra. Đúng như cảm nhận, Gojo đã bị Fai phục kích. Với thuật thức hỏa hoạn của mình, hắn ảo rằng sẽ ăn được Gojo, nhưng lửa của hắn như thế là còn quá non và xanh với anh thầy để đôi món giao chiến. Fai quyết định sử dụng các tuyệt kỹ của mình, từ côn trùng cho đến tấn công giáp lá cà. Tấn công nó cứ là liên tọ, khói khiếc các thứ tùm lum tùm la, nhưng cuối cùng cũng chẳng làm Gojo sứt một miếng da nào. Lý do là bởi Gojo sở hữu khả năng phòng ngự tuyệt đối, địch không thể nào chạm được vào anh, chứ còn anh thì lại đập địch vô tư, thế mới hay. Năng lực của Gojo là vô hạn, literally là như thế. Điều đó đồng nghĩa với việc Fai toang chặt đáp lại tên nguyền hồn. Gojo hoàn lại một combo tay chân giáng thẳng vào hắn, để rồi kết thúc bằng tuyệt kỹ nhất dương chỉ. Tên nguyền hồn này hoàn toàn chả có cửa chống lại Gojo. Thế là anh thầy bảo ế chờ tí, rồi anh về lôi Yuji đến chỗ đánh nhau để thị phạm cho cậu. Thấy bị đối thủ khinh thường, tên nguyền hồn nổi khùng và sử dụng skill tối thượng của mình, bành trướng lãnh địa Hà Nội tháng 6, khiến môi trường xung quanh bị biến đổi thành miệng núi lửa dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Fai. Mặc dù đây là lần thứ hai bị rơi vào lãnh địa, nhưng chứng kiến một nguyền hồn mạnh mẽ vượt cấp thế này khiến Yuji có phần hơi hoảng. Tuy nhiên, Gojo tuyên bố cái này chỉ như trò con nít với anh mà thôi, và nó có cách để phá giải. Ví dụ như mình cũng bành trướng lãnh địa chẳng hạn, khi đó lãnh địa ai mạnh hơn người đó thắng. Thế là Yuji và tên nguyền hồn được thấy thế nào là ảo chỉnh hoàn toàn. Lãnh địa của Gojo là một không gian siêu hình,
đánh bật hết sạch núi lửa núi liếc. Ở đây Phai cảm nhận được mọi thứ, những cảm xúc, thông tin không ngừng nghỉ truyền vào quả núi lửa, khiến toàn thân hắn bị tê liệt hoàn toàn. Nhưng Gojo không thanh tẩy ngay mà chỉ bứt nhẹ cái đầu, rồi cha hỏi hắn thêm thông tin. Ở một nơi cách đó không xa, Geto cùng với For đang quan sát tình hình. Thấy đồng đội dễ bị thanh tẩy, For lập tức dịch chuyển nhanh, kích hoạt thuật thức lên một vườn hoa, rồi tóm lấy Yuji rồi đẩy cậu vào nguy hiểm, buộc Gojo phải giải cứu. Nhân lúc ấy hắn đã nhanh tay thó cái thủ của đồng đội rồi chim cút. Gojo cũng chẳng màng đuổi theo làm gì, kết thúc bài giảng thực tế. Gojo đặt mục tiêu cho Yuji và đám học trò phải đủ mạnh để giải quyết những con như thế, và trong một tháng tới cậu sẽ phải tháp tùng anh đi làm nhiệm vụ, và cậu sẽ tham gia trận đấu giao hữu sắp tới. Sau khi được đồng đội giải cứu, Phai được đưa đến một căn phòng nơi toàn cát với biển, nơi mà Geto cũng có mặt và mang theo kế hoạch phong ấn Gojo vào ngày 31 tháng 10 tại Shibuya. Trở về với trường chú thuật thì Todo Aoi, một tên siêu mạnh từ trường đối thủ ở Kyoto, và Zenin Mai, em gái Maki, đã ghé qua và châm chọc đụng chạm đến cái chết của Yuji. Thế là Megumi với Nobara chiến luôn. Trong khi hai cô gái dí hàng nóng hàng lạnh vào nhau và gọi nhau bằng những cụm từ trìu mến, thì phía đàn ông, Megumi đang bị Todo đập cho không trượt phát nào, chỉ vì khi hắn hỏi gu con gái của cậu là gì, cậu trả lời là kiểu con gái có vẻ đẹp nội tâm. Một câu trả lời quá chán so với tiêu chuẩn của Todo. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi tụi năm 2 trường Tokyo đến. Panda và Toge chặn Todo, còn Maki lo phần Mai. Trong khi đó, phía giáo viên của hai trường cũng diễn ra căng thẳng. Hiệu trưởng của trường Kyoto cũng vốn là một thành viên của cấp trên, mà đó cũng chính là nhóm mà Gojo chướng mắt nhất. Anh đến nói với ông ta về những nguyền hồn đặc cấp đã đụng mặt, đặc biệt là để đe ông ta về làn sóng chú thuật sư mới đang đến, gửi lời đe dọa mấy ông lão cấp trên. Lão hiệu trưởng tức sôi gan và chắc chắn sẽ không để yên. Trong thời gian chờ đợi, một vụ án liên quan đến lời nguyền đã xảy ra tại rạp chiếu phim Kinema thuộc tỉnh Kanagawa. Ba nam sinh đã tử vong với phần đầu bị biến dạng. Nhân chứng duy nhất là một nam sinh khác, cậu đã bám theo kẻ thủ ác, hắn chính là Mân, chứng kiến những gì hắn ta làm được. Nhưng nam sinh này không hề sợ hãi cho lắm, đơn giản bởi cuộc sống của cậu ta vốn đã là một địa ngục. Nam sinh đó có tên là Yoshino Junpei, một cậu bé cùng trang lứa với đám Yuji. Cậu thường xuyên bị bắt nạt ở trường, và giáo viên thì lại phớt lờ điều đó. Để bảo vệ bản thân, Junpei xin phép mẹ cho nghỉ học. Cũng hên là mẹ cậu là người không bị bệnh thành tích nên là cũng ok, miễn sao cậu cảm thấy thoải mái nhất. Khi cậu đi xem phim cho khuây khỏa, và lần này cậu đã gặp được Mân, Mân cũng chả ngại kể hết cho Junpei về chú linh hay nguyền hồn, và cả nguồn gốc của mình, và về cả thuật thức của hắn, thứ sức mạnh giúp Mân biến đổi con người thành nguyền hồn. Trở lại với quá trình luyện tập của Yuji, Gojo có chút việc không tiện dẫn cậu theo, nên gửi gắm cậu cho một đàn em thân tín. Anh ta là Nanami Kento, một chú sư kiêm nhân viên công sở, và công việc họ được giao chính là vụ rạp phim. Nanami chỉ cho Yuji cách dùng mắt để nhìn ra tàn dư của chú lực, thứ còn sót lại sau khi sử dụng thuật thức, từ đó truy ra dấu vết của hung thủ. Lần theo manh mối đó trên sân thượng, nơi họ tìm thấy một vài lời nguyền, hai người chia nhau mỗi người xử lý một con. Nanami rút ra một con dao được buộc kín cẩn thận. Chú thuật của anh cho phép chủ sở hữu tạo ra điểm yếu của đối phương bằng cách chia chiều dài của mục tiêu theo tỷ lệ 7-3, và khi đánh vào điểm đó sẽ tạo ra đòn chí mạng, khuếch đại sát thương lên gấp nhiều lần. Cộng thêm sự chính xác tuyệt đối của anh khi kể cả với con dao cùn, Nanami vẫn thanh tẩy lời nguyền dễ dàng. Còn về phía Yuji, cậu đã kiểm soát chú lực khá hơn, nhưng mà vẫn chậm. Tuy nhiên, cậu lại tận dụng điều đó để làm thành một kiểu đánh mới, tác động vật lý xong lại đẩy chú lực tới X2 chấn động, và cậu dùng để thanh tẩy con còn lại. Nanami thấy vậy liền nhận ra lý do Gojo giao Yuji cho mình, và cho rằng Yuji sẽ trở thành một con quái vật trong giới chú sư. Khi chuẩn bị kết thúc con nguyền hồn, Nanami phát hiện trên tay nó có một chiếc đồng hồ. Lập tức anh kêu Yuji dừng tay. Sau khi thử chụp hình con quái, Nanami nghĩ những lời nguyền này chính là con người, và kết quả khám nghiệm đã xác thực điều đó. Họ là những con người bị tác động khiến cho biến dạng và sinh chú lực, trở nên giống một lời nguyền. Vốn những người này đã chết vì sốc trong quá trình biến đổi thể xác rồi, nên thanh tẩy giống giải thoát họ hơn là giết chết họ. Nhưng điều đó vẫn làm cho Yuji cảm thấy siêu cắn dứt và quyết tâm phải tìm bằng được hung thủ. Nanami cũng ủng hộ cậu giải quyết hết sức cho xong vụ này. Sau quá trình điều tra, họ thu hẹp và tìm ra hang ổ của kẻ thù, và họ dĩ nhiên cũng biết tới sự tồn tại của Junpei, vì cậu ta là bạn cùng trường với các nạn nhân và còn có mặt ở hiện trường đúng lúc, nên cứ điều tra đi cho nó chắc. Nhiệm vụ lần này dành cho Yuji, còn Nanami thì muốn độc chiến với thủ phạm, vì Yuji đồng trang lứa nên dễ làm thân với Junpei hơn, và nếu kẻ địch dùng con người để làm lá chắn thì Yuji sẽ không thể làm gì. Để kiểm tra xem Junpei có phải là một kẻ nhìn được lời nguyền không, Nanami giao cho cậu con răng đầu, một loại lời nguyền cấp cực thấp. Tùy vào động thái của Junpei mà cả hai sẽ tìm ra phương án đối phó phù hợp. Về phía Junpei, khi về nhà, cậu đụng ông thầy chủ nhiệm. Ông ta trách cứ cậu vì đã trốn học và không đến đám tang của những người bạn thân, trong khi đó chúng lại là lũ bắt nạt cậu, và ông thì là kẻ đã ngó lơ. Junpei nổi điên. Trước đó nguyên nhân ban cho cậu khả năng sử dụng chú lực, và cậu quyết định dùng nó luôn lên thằng cha này. Đúng lúc đấy Yuji và con răng đầu xuất hiện, phát hiện ra Junpei thực sự nhìn được lời nguyền. Yuji nhanh chóng giúp cậu ta đuổi ông thầy phiền phức đi và thành công làm quen với Junpei. Trong khi ấy, Nanami cũng tiến hành tìm đến Mân và chiếm ưu thế khi đánh với hắn, nhưng tên này cứ hồi phục liên tục. Cách chữa trị của Mân không giống như cái cách mà các chú sư cao
cao cấp thường dùng. Thuật thức của hắn là kiểm soát linh hồn, và từ đó khiến cơ thể phải thay đổi theo linh hồn. Nhờ sử dụng thuật này, Mân có thể tích trữ con người dưới dạng thu nhỏ và biến đổi họ thành những công cụ hỗ trợ cho hắn khi chiến đấu. Nhờ thế mà ít nhiều Mân đã đẩy Nanami vào thế gian nan. Và đừng quên là Nanami phải tránh không được để cho hắn chạm vào suốt trận chiến, nếu không sẽ bị biến đổi. Đánh hết cả giờ hành chính mà vẫn chưa xong. Thế là khế ước làm OT của Nanami được kích hoạt, giúp Nanami giải phóng giới hạn chú lực của mình. Chưa hết, Nanami còn sở hữu một ràng buộc khác. Khi tiết lộ thẳng cho đối phương biết về thuật thức của mình, anh có thể tối đa hóa lượng chú lực của bản thân vào đòn đánh tiếp theo. Nanami nhận ra bản thân không thể cứ tấn công tới tấp cho đến khi Mân cạn sức được. Thay vào đó, anh phải lên kế hoạch khiến hắn thịt nát xương tan. Nanami dồn hết chú lực được khuếch đại để tung một cú vào tường, làm đất đá sụp đổ xuống đầu cả hai. Mân nhận ra và tính cút, nhưng Nanami đã nhanh hơn và xin một giò của hắn, với lời hẹn nếu giữ được mạng thì sẽ gặp lại, rồi bỏ đi để lại đống đổ nát phía sau. Tuy nhiên, như thế vẫn là chưa đủ để hạ một nguyên hồn đặc cấp như Mân. Qua lần chạm mặt này, anh cũng đã có cái nhìn về kẻ thù. Hắn như một đứa trẻ đang muốn tận hưởng sự trưởng thành của bản thân. Nếu không sớm thanh tẩy, nó sẽ là một mối họa. Trở về với cuộc điều tra đối tượng của Yuji, Junpei trước đó được Mân phổ biến dấu hiệu nhận biết học sinh trường chú thuật qua cúc áo xoắn ốc, nên là biết rõ ngay nguồn gốc của Yuji. Hắn còn khuyên cậu nên làm thân với những học sinh này vì họ sẽ overhợp. Dù vẫn có chút nghi ngờ, nhưng quả thực Yuji và Junpei khá hợp gu, nhất là về khía cạnh điện ảnh. Họ nói chuyện với nhau về những bộ phim trong sự hứng thú, thậm chí Yuji còn xin số của Junpei để tiện rủ nhau cùng ra rạp. Điều này khiến Mai Lệch khá bất ngờ vì lần đầu có người thân với mình đến vậy. Đúng lúc ấy, mẹ của Junpei xuất hiện. Cô muốn rủ Yuji về nhà ăn tối để cảm ơn cậu đã kết bạn với con mình. Cô là một người phụ nữ dễ mến và hay cười và quý Yuji. Tuy nhiên sau khi cậu về, một biến cố đã xảy ra. Mẹ của Junpei bị đám lời nguyền tấn công và mất mạng. Cùng với đó là sự xuất hiện của một ngón tay Sukuna. Mân tận dụng cơ hội đó, đã tuồn vào tai Junpei rằng thứ bùa này chỉ có bọn nhà giàu mới có. Một đầu óc thiếu tỉnh táo cộng thêm những lời bơm đều khiến Junpei bắt đầu suy nghĩ lệch lạc. Với tất cả những sự sắp xếp từ đầu đến cuối đó, mục đích cuối cùng mà tên nguyền hồn hướng đến là khiến cho Yuji và Junpei đối đầu. Nhất định khi đó Yuji sẽ muốn cứu bạn mà nhờ đến Sukuna, từ đó tạo ra một khế ước có lợi cho vua lời nguyền. Junpei hành động đúng như hắn muốn, một tay đầu độc tất cả mọi người trong hội trường, nhất là tên nhà giàu từng bắt nạt cậu và là kẻ mà cậu nghi ngờ nhất. Biết tin, Yuji cũng xuất hiện để cản cậu lại. Thuật thức mà Mân biến đổi Junpei sở hữu là một loại thuật thức thiên về độc, và khi kích hoạt nó sẽ triệu hồi ra một thức thần dạng sứa, nhưng những đòn tấn công của nó đều là vô hiệu với Yuji. Kinh nghiệm chiến đấu thì Junpei không hề có, nên dĩ nhiên là không đọ lại được với Yuji. Nhưng nắm đấm không phải là cách để thức tỉnh lương tri. Yuji dùng thuật thức thông não, cậu bất chấp bản thân để nhận đòn từ thức thần, cố gắng thuyết phục bạn mình tỉnh ngộ và theo cậu đến trường chú thuật. Đang xuôi xuôi thì Mân xuất hiện. Sau khi khống chế Yuji, Mân mới lộ bản chất của mình. Và khi Junpei nhận ra thì cũng đã quá muộn. Hắn kích hoạt thuật thức biến cậu thành một lời nguyền và cho cậu tấn công Yuji, đúng như những gì Mân mong muốn. Yuji đã phải cầu xin sự giúp đỡ của Sukuna, nhưng hắn lại từ chối, thậm chí còn cười trên nỗi đau của cậu. Quá căm phẫn khi bị lũ lời nguyền đùa cợt, cậu thêm cái chết tức tưởi của Junpei, một tương lai tươi đẹp đã bị chúng phá vỡ, khiến Yuji không còn vui nữa. Cậu đã căng, lập tức một cú đấm được ship thẳng vào mặt Mân. Tưởng như Mân vẫn sẽ thản nhiên vì vốn dĩ mấy đòn vật lý chẳng xi nhê gì với hắn, nhưng lần này vị lạ lắm, nó gây tổn hại đến tận linh hồn. Sau khi ăn một loạt đòn đánh chứa đầy phẫn nộ của Yuji, tên nguyên hồn nhận ra phải phát triển năng lực biến thân ngay khi đang chiến đấu, hoặc hắn sẽ bị thanh tẩy, nghĩ là làm luôn. Hắn biến đổi trạng thái cơ thể lao đến tấn công từ trong ra ngoài, vào ba ra bảy, khiến Yuji nhận sát thương không ít. Tưởng gì chế độ ly thì Yuji có thừa, cậu lao vào áp sát tung đòn, nhưng tất cả đã bị Mân biết hết rồi. Hắn lùa cho tóc hồng tấn công để tạo cho vài lỗ thông gió, đồng thời tiếp cận linh hồn của Sukuna, nhưng vô nguyên hồn bảo cút. Chưa kịp hoàn hồn sau khi bị Sukuna chê thì Mân đã ăn trọn bộ combo đòn của Yuji. Tưởng như khi nhận thêm chú lực, Yuji có thể kết thúc con nguyên hồn này luôn, nhưng không, hắn đã kịp thức tỉnh và luồn ra sau phản công. Hên cho tóc hồng là Nanami đã đến kịp thời cứu cho một đòn. Sau khi nghe Yuji báo cáo tình hình cùng thể trạng của mình và chính cậu đã cho tên kia lỗ mũi ăn trầu, Nanami đã nghĩ ra cách để đối phó với đối căng này. Yuji đóng vai trò quan trọng gây đam cho nó, còn anh sẽ di chuyển chặn đòn tấn công ngược của nó. Nếu thuận lợi thì đưa tên này đi bán muối là khả thi. Màn combat bắt đầu, Mân lao đến tấn công, nhưng khi nhận ra hai tên này kết hợp lại quá mạnh, hắn quyết định thay đổi chiến lược. Mân triệu tập thêm vài người bị biến dị ra để tách cặp đôi chú sư cho dễ bề xử lý. Hắn muốn tận dụng việc Yuji không muốn giết người để kìm chân cậu, để hắn tấn công ông chú công sở. Tuy nhiên Yuji đã đả thông tư tưởng, cậu ra tay nhanh gọn để những nạn nhân được ra đi thanh thản và lập tức quay trở lại, phối hợp với Nanami tung liên hoàn đòn khiến tên nguyên hồn không kịp thay đổi hình dạng. Tưởng như combo này sẽ thanh tẩy được hắn, nhưng trong khoảnh khắc tranh vênh giữa sống và chết, Mân lại lên level. Hắn sử dụng được bành trướng lãnh địa, tự bế viên đốn khỏa, kéo Nanami vào lãnh địa của hắn. Với
tính chất tất trúng của lãnh địa thì chú sư công sở chả khác gì cá nằm trên thớt. Trong khoảnh khắc Nanami đã từ bỏ để chấp nhận số phận thì Yuji đã ra tay phá vỡ lãnh địa từ bên ngoài. Cậu bước vào lãnh địa khiến tên Mân tiếp xúc với linh hồn của Sukuna, mà Sukuna thì sống hướng nội nên là xẻ luôn một đường vào Mân, khiến hắn thương nặng và không duy trì được lãnh địa. Tận dụng cơ hội, Yuji dồn sức đến quyết thanh tẩy sạch sẽ con nguyên hồn chết tiệt. Mân lấy hết chủ lực còn lại để hóa khổng lồ cơ thể. Ngay khoảnh khắc cú đấm của Yuji va chạm vào hắn thì hắn nổ như bong bóng, đấy là đòn hỏa mù để hắn có thể trốn vào đường cống. Do bị tổn thương không hề nhẹ cộng với chủ lực giảm sút, Yuji cũng gục ngay tại trận. Sau khi hồi phục thể trạng và nói chuyện với Nanami, Yuji vẫn luôn canh cánh trong lòng việc đã ra tay với những người bị biến dị. Tuy nhiên, cậu đã được Nanami thông não cho hiểu, đồng thời chính chú sư công sở đã công nhận Yuji là một chú sư thực sự. Vậy nên đến khi hiểu được thế nào là cái chết đứng đắn, Yuji sẽ thanh tẩy được những tên nguyền hồn chết tiệt đó. Cậu sẽ không bao giờ thua nữa. Thất bại của Mân khiến Geto cùng đám nguyền hồn quyết định thay đổi chiến lược. Chúng sẽ không vội vàng ép Yuji phải ràng buộc với Sukuna nữa, thay vào đó sẽ thực hiện kế hoạch ban đầu đề ra. Giờ chúng muốn lấy 6 ngón tay của Sukuna tại trường chuyên chú thuật để tọng ngay vào mồm Yuji, đồng thời loại bỏ Gojo và phải hoàn tất mọi chuyện trước khi Yuji bị ám sát. Thế là Geto lại cơ cấu kế hoạch các thứ và phải hoàn tất mọi chuyện trước khi Yuji bị ám sát. Trở lại cuộc giao lưu giữa hai trường, những học sinh đại diện cho trường Kyoto đã có mặt. Ngoài sự góp mặt của Mai và Todo là chắc chắn, họ còn có thêm sự hiện diện của Nishimi Yamomo, chú sư thích chơi Quidditch Ultimate Mekamaru, được điều khiển bởi Muta Kokichi. Đặc biệt là Kamo Noritoshi, chú sư mắt híp. Cuối cùng là Miwa Kasumi, hề chú sư. Và người hướng dẫn của họ là cô Utahime Lori. Đến giờ thì Gojo mang Yuji ra, làm mọi người ngạc nhiên. Nhưng ông hiệu trưởng trường Kyoto không chỉ ngạc nhiên mà còn cáu. Thế là lão lên kế hoạch tiêu diệt Yuji càng sớm càng tốt. Và lão sẽ lợi dụng trận giao hữu này, thay vì tập trung giải quyết lời nguyền để chiến thắng, ông ta giao phó cho đám học sinh trường mình phải tìm mọi cách giết vật chứa Sukuna, rồi cơ cấu nó như một vụ tai nạn. Tất cả đều đồng tình nghe lời hiệu trưởng, chỉ riêng Todo là tuyên bố từ chối, lại có đe dọa là nếu ra lệnh cho anh là anh đấm cho đấy. Vì sự vắng mặt của Todo, tổ đội Kyoto chủ trương sẽ toàn lực tìm và tấn công Yuji để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Luật của cuộc giao hữu giữa hai trường về cơ bản thì ai thanh tẩy được con lời nguyền cấp 2 trước thì win. Bên cạnh đó còn có rất nhiều con cấp 3 khác để hai bên giải quyết. Nếu đến hoàng hôn mà con cấp 2 chưa xong thì đếm số cấp 3. Từ đó quyết định được trường thắng cuộc ngay khi trận giao hữu bắt đầu. Đúng như dự đoán trước đó của Maki, Todo sẽ lao thẳng vào đội của họ. Khi ấy một mình Yuji ở lại cầm chân anh ta, trong khi những người còn lại tản ra truy tìm con boss lời nguyền. Sau cú lên gối chào hỏi của Yuji, Todo lập tức đáp lễ bằng một cú đấm cực mạnh khiến tóc hồng bay tít mù. Rồi cứ thế hắn dã mặt Yuji như dã gạo, tưởng như khứa tóc hồng đã ao thì cậu lại bất ngờ đứng dậy, dù nhìn cũng bết salad phết rồi đấy. Thấy thằng cu này cũng khớ. Todo bỗng quay ra hỏi gu của Yuji là gì. Nghe mà chán chán giống Megumi là ăn đập giống Megumi. Và Yuji trả lời là mấy chị mông to. Thế là Todo kiểu uầy và nhớ ra những ký ức tươi đẹp bên Yuji mà anh chưa bao giờ có, và quyết định Yuji từ giờ sẽ là anh em tri kỷ của mình. Nhưng đội do thám của Kyoto đã tìm thấy Yuji, cuộc truy sát lập tức bắt đầu. Yuji nhanh chóng rơi vào vòng vây mà còn không biết là người ta định giết mình thật. Nhưng một tiếng vỗ tay vang lên, vị trí của Yuji và một thành viên đội truy sát hoán đổi cho nhau. Đó chính là thuật thức của Todo, đổi vị trí bằng tiếng vỗ tay. Todo lạnh lùng đe dọa lũ bạn cùng trường đừng có mà lén phéng, khiến Noritoshi cũng đành chấp thuận thay đổi kế hoạch để Yuji lại cho Todo giải quyết. Cả bọn sẽ cố vô hiệu hóa bọn trường Tokyo. Trước đó, phía Tokyo đã nhận ra kế hoạch ám sát Yuji của đối phương, vậy nên Panda đã đề xuất cho Toge đi giải quyết chú linh càng nhanh càng tốt, trong khi những người còn lại cũng đi tìm và vô hiệu hóa bọn trường Kyoto. Ngay lập tức khi thấy Momo cưỡi trổi xuất hiện, Megumi liền cho thức thần bắn hạ cô ta. Tiếp đó từng người của Tokyo áp sát xét kèo đấu với đối thủ. Maki chạm mặt với Miwa, Megumi sẽ đọ sức với Nishitoshi, còn Panda và Nobara sẽ ra tay với ả chú sư hệ cưỡi trổi. Trở lại với màn cận chiến căng thẳng của Todo và Yuji, ưu thế phần nào thuộc về đại diện của Kyoto thì giờ Todo đang phát bực vì Yuji điều khiển chú lực quá kém. Thế là Todo lại chuyển sang bổ túc văn hóa cho Yuji. Cậu cho rằng quyền pháp của Yuji chỉ là vũ khí thường, khó địch được với kẻ thù cấp độ cao. Và Todo dạy cho Yuji cách để tận dụng tối đa khả năng vật lý lẫn chú lực của cậu. Chiến sự ở những chỗ khác diễn ra vô cùng ác liệt, và kết quả là Mekamaru đã đến hỗ trợ cho Momo và đối thủ của anh là Panda. Thế là va chạm diễn ra giữa một chú hài chuyên thể thất và một chú hài robot được điều khiển từ xa, dù là hơi tả tơi. Nhưng phần thắng đã thuộc về quốc bảo, trong khi đó Maki với năng lực dùng chú cụ hoàn toàn ao trình với Miwa. Chỉ với một vài mánh khóe cùng khả năng chiến đấu thượng thừa, cô đã vô hiệu hóa được đối phương. Không những thế, Maki còn thó luôn cây kiếm của Miwa ở cuộc chiến giữa Nobara và Momo. Mặc dù ban đầu gặp khó khăn trước ả chú sư cưỡi trổi, nhưng bằng trí tuệ cho việc tận dụng thuật thức của mình, Nobara đã khiến cho đối thủ phải hạ cánh. Nhưng ngay khi tung đòn quyết định thì cô nàng đã bị tấn công bất ngờ rồi gục ngã trước viên đạn của Mai. Tuy nhiên cô em nhà Zenin cũng chẳng phải chờ lâu để gặp đối thủ của mình, Maki đã xuất hiện. Cuộc chiến của hai chị em diễn ra có vẻ căng cực. Dù Mai cầm súng và phòng chơi dao, nhưng vì thân thủ quá đỉnh cao của một bậc thầy cận chiến, không khó để cô né hết đường đạn. Ngay khi nhận ra cô em đã chơi hết hàng, Maki không núp nữa mà tấn công trực tiếp. Tuy nhiên điều cô không ngờ là thuật thức của Mai lại tạo được thêm đạn. Dù cũng bất ngờ đôi chút, nhưng viên đạn đó không đủ để cô
cố rén, thậm chí còn lấy tay không bắt đạn một cách easy. Cuộc chiến đến hồi kết thúc với phần thắng thuộc về Maki. Hai chị em sau đó giải bày tâm sự để giải quyết mâu thuẫn với nhau. Dù có giải quyết được hết hay không thì chịu. Còn về phía Megumi thì đang chật vật với Noritoshi. Với thuật thức độc quyền của tộc Kamo về điều khiển máu, Noritoshi có thể kiểm soát hướng di chuyển của mũi tên có dính huyết của anh ta, đồng thời búp thêm năng lượng và nâng cao thể chất, ép Megumi vào thế yếu. Tuy nhiên, học trò cưng của Gojo không dễ chơi như vậy. Megumi triệu hồi thức thần mới tậu mang tên Mãn Tượng, kết hợp giữa lượng nước khổng lồ mà Mãn Tượng tạo ra để vừa đẩy vừa làm ướt cơ thể đối thủ. Megumi lập tức bonus lên sàn con hàng Nue phóng điện, khiến gấp nhiều lần tổn thất giật điện. Để tránh ăn lại cú đòn này, Noritoshi phải khống chế Nue bằng xích phượt. Đang combat căng thì đột nhiên những cây gỗ lại tấn công họ. Lần trong đó là sự xuất hiện của Toge. Cậu liền mở miệng bảo cả hai mau chạy trốn ngay. Nhờ thế mà hai chú sư thoát được một kiếp. Trước đó, sau khi sử dụng chú ngôn vô hiệu hóa Miwa qua điện thoại của Mekamaru, Toge đã cảm nhận được sự xuất hiện của một nguyên hồn cực mạnh. Đó là Four, kẻ đã cứu Five trước đó xuất hiện, và chính nó là kẻ đứng sau vụ tấn công này. Tuy nhiên tên này không đi một mình. Mân cùng một chú nguyên sư khác cũng xuất hiện tại hiện trường, nhằm bắt Gojo Satoru về làm mắc áo cho anh em. Phía ban tổ chức cũng nhận ra sự bất ổn trong cuộc giao lưu. Những lá bùa kiểm soát lời nguyền bùng cháy, chứng tỏ có kẻ bên ngoài xâm nhập. Ngay lập tức Gojo, thầy hiệu trưởng và cô Lori vội đi kiểm tra. Lúc này, một màn mới được phủ lên khu vực giao lưu. Có vẻ như những kẻ xâm nhập đã chuẩn bị một màn anti-Gojo, khiến anh không thể vào được bên trong. Vậy nên anh thầy đành tìm cách khác. Hai người còn lại tiến vào trong. Đối mặt với họ là một tên nguyền sư với quả đầu bóng loáng. Hắn cũng chính là tác giả tạo nên tấm màn ngăn Gojo. Người sẽ ra tay chiến với hắn là lão giả hiệu trưởng phía Kyoto, với một giao diện của rocker cực cháy. Trở lại với tình hình của nhóm Megumi. Sau khi bị Four lùa cho chạy như vịt, họ nhận ra mình chưa đủ sức để đấu lại một nguyên hồn biết sử dụng lãnh địa. Cách tốt nhất bây giờ là gọi điện thoại cho người thân, cụ thể là Gojo, để xin cứu viện. Nhưng Four không cho. Ngay lập tức hắn áp sát Megumi phá hỏng điện thoại. Toge dùng chú ngôn cho hắn pause để hai người còn lại ra sức tấn công bằng các tuyệt chiêu, nhưng không gây ra thương tích gì cho hắn cả. Và thêm lần nữa, cả bọn bị con nguyên hồn dí cho chạy té khói. Với thực lực của cả ba thì rất khó chiến được, nên cả bọn chỉ biết đánh cầm chừng rồi rút chạy. Nhưng nếu cứ chạy mã như vậy cũng không phải là một cách hay. Cả bọn bị đẩy đến đường cùng, buộc phải giao chiến trực diện. Nhưng vấn đề về nhân sự đang không ổn. Toge nhận tổn thất sau những lần dùng chú ngôn. Noritoshi cũng bị đánh bay. Trong lúc cấp bách như thế này, Megumi định tung tiền chiêu gì đó, nhưng Toge đã cản lại. Dù có vẻ không ổn, chú ngôn sư vẫn kích hoạt thuật thức thổi bay đối thủ, để rồi gục ngã ngay tại chỗ. Sức công phá tuy mạnh nhưng chưa đủ để pho thương tổn. Maki đã đến nơi, cô cùng với Megumi bắt đầu kết hợp đánh cận chiến với con nguyền hồn. Thông qua bóng của Megumi, chị đại Tokyo rút ra cây hàng chú cụ đặc cấp Du Vân ra chiến. Đúng là hàng cao cấp có khác dùng ngon hơn hẳn. Sự hoán đổi vũ khí lẫn cách tấn công của hai hậu duệ nhà Zenin bước đầu cho thấy hiệu quả, thế chất đang dần ổn hơn. Thì bất ngờ Megumi lại dính lời nguyền chồi cây của Four. Thứ này sẽ hút toàn bộ chú lực của cậu nếu đầu tu tủa cố gắng vận sức. Còn Maki bị tấn công bất ngờ, dù tránh không vào tim nhưng thương tổn cũng lớn. Với tình hình hiện tại là quá bất lợi. Tuy Maki đã cố hết sức nhưng năng lực quá chênh lệch để rồi bị tóm trong phút chốc. Trước nguy cơ ấy, Megumi chấp nhận hy sinh bản thân để sử dụng thuật thức. Nhưng Maki đã ngăn cậu lại bởi cô cảm nhận được sự xuất hiện của viện binh. Boom, Yuji và Todo đã có mặt. Họ giao lại Maki cho Panda, rồi yêu cầu cậu đưa cả Megumi ra ngoài kết giới. Hai người họ sẽ trực tiếp giải quyết con nguyên hồn này. Tuy nhiên Todo sẽ không giao chiến mà sẽ nhường lại cho Yuji lên trước để mở màn battle. Yuji lao đến tung một loạt đòn với tất cả căm phẫn, rồi chốt bằng một cú đấm thẳng. Con Four cũng không chịu thua kém khi trả kèo bằng một loạt rễ cây. Ra đòn được phết nhưng thái độ của Yuji không làm Todo hài lòng. Cậu liền đến cho thằng em một cái bạt tai để thức tỉnh, rồi yêu cầu cậu kiềm chế lại cơn giận của mình. Và khi quay trở lại trận đấu, sự tập trung mạnh mẽ của Yuji khiến cho Four hơi rén. Và đó cũng là lúc mà Yuji kích hoạt được một tuyệt kỹ, giúp gấp 2,5 lần sức mạnh đòn đánh, hắc thiểm. Cú đòn khiến Four bị thương không hề nhẹ. Tiếp theo đó hắn sẽ phải đấu với hai kẻ sở hữu sức mạnh như thế. Todo bây giờ sẽ nhập cuộc và Four cũng bắt đầu tung hết sức. Lượng chú lực khủng khiếp của hắn tạo nên những rễ cây khổng lồ, liên tục hướng tới tấn công cặp Yuto. Tuy nhiên đã là dân chơi hệ vật lý thì tốc độ và khả năng di chuyển của cả hai thuộc cấp tởm đổ lên. Nhiều đây chưa là gì, thậm chí họ còn tiếp cận Four ship tận nơi hai cú hắc thiểm cực thốn. Nhưng đúng lúc cả hai định bồi thêm cú nữa thì đối đấu bẩn hủy sàn chơi, rồi bồi thêm hai quả rễ hỏng đục lỗ lên Todo và Yuji. Tưởng thế là căng, hai người huynh đệ thêm một lần nữa cho thấy cú match cực ngọt, giúp họ né đòn rồi đáp xuống bên dưới. Ngay khi thấy tên Four hạ cánh, hai huynh đệ lại tiếp tục lao đến. Yuji ra thì Todo vào, lên xuống đúng theo nhịp. Sự phối hợp ăn ý đến đáng sợ của họ khiến Four vốn chỉ biết giết chóc cũng phát nứng chiến đấu. Dù thế trận khá cân kèo với một lời nguyền đặc cấp, nhưng để thắng thì phải dùng nhiều hơn thế. Sau khi phân tích những đòn mà Four đã dùng, đồng thời vận dụng hết neuron não tìm cách đối phó, Todo đã tìm ra con đường chiến thắng. Nhưng vừa gáy mà lao lên được vài bước, ông anh đã bị địch tóm chân quẳng và đám rễ vót nhọn đang chờ sẵn. Trong khoảnh khắc cơ thể sắp bị xiên, một tiếng vỗ tay vang lên. Bỗng chốc Four lại đổi chỗ cho Todo rồi lĩnh đủng. Nguyên nhân đến từ thuật thức của cậu ta mang tên Bất Nghĩa Du Hí. Với skill ảo ma này, Todo và Yuji liên tục thay đổi vị trí, khiến Four không biết lối nào một lần. Hành cứ thế mà ăn ngập mồm. Mỗi tiếng vỗ tay vang lên là một lần nắm đấm của hai người va chạm với cơ thể của hắn. Một vòng tròn khép kín với những cú đấm đá nhốt chặt con nguyên hồn bên trong.
có muốn thoát ra cũng chịu. Yuji càng lúc càng thuần thục hắc thiểm, thậm chí cậu còn tung ra combo 4 đòn liên tiếp, thứ mà đến cả những bậc thầy như Nanami cũng chỉ chạm đến một lần nhờ may mắn. Tuy chưa thể thanh tẩy được Four, nhưng combo đó cũng khiến hắn tổn thương nặng nề. Duy trì thế vượt trội đang có, Yuji và Todo liên tục dồn Four vào thế chống đỡ, thậm chí buộc hắn phải dùng đến chiêu mạnh nhất của mình. Trong khoảnh khắc Yuji bị tấn công, Todo đã đổi vị trí của tóc hồng với Four. Lát giờ sân chơi thuộc về Yuji, còn bây giờ sâu thuộc về Todo. Lập tức cậu ta vận một lượng chú lực khổng lồ bao quanh cơ thể. Tuy nhiên trong chốc lát, Todo lại thu hồi lại để nhận đòn. Cậu đã nhận ra thứ này chỉ nhắm tới chú lực mà thôi, không để địch nghỉ ngơi. Yuji cùng Todo lập tức tiếp tục siết chặt vòng vây combo tập kích liên hoàn. Đánh là thế nhưng cặp huynh đệ không hề đấm đá vô tri. Họ dồn Four đến đoạn sông ban đầu chạm mặt, và khi đến nơi, Todo lập tức đổi vị trí của Yuji với Du Vân. Dù dính một cú chí mạng thẳng mặt bởi một chú cụ đặc cấp, chưa kể bị đập nhừ từ đòn đánh trước đó, nhưng Four vẫn trụ vững. Hắn dùng cánh tay trái để hút toàn bộ sự sống ở khu vực xung quanh, nhằm nuôi dưỡng cho bông hoa trên vai để hắn có thể sử dụng triển khai lãnh địa. Nhưng bất ngờ chưa nào, chưa kịp kích hoạt thì màn đã bị phá. Người làm được việc đó chỉ có thể là Gojo Satoru. Sau khi hạ tên nguyên sư ở chỗ hiệu trưởng trường Kyoto, nhận thấy nếu bản thân đến chỗ Yuji có thể khiến Four chim cút, tiện vị trí lúc này không quá xa so với nơi đó. Gojo kết hợp hai chiêu thương và hack trong thuật thức phản chuyển, tạo thành một đòn tấn công mang tên hư thức tử, bắn thẳng vào vị trí của Four. Hên là trước đó Todo đã ngăn Yuji lại, không thì tóc hồng đến cái nịt cũng chẳng còn. Tuy nhiên đòn đó chưa thể thanh tẩy hoàn toàn được Four. Hắn đã kịp chạy trốn nhưng cũng chỉ giữ được 2 phần mạng. Trước đó, Mân đã hoàn thành nhiệm vụ xâm nhập vào trường Tokyo, không chỉ lấy đi 6 ngón tay của Sukuna, hắn còn tậu thêm 3 chú thai cửu tướng đồ từ 1 đến 3. Đó là những lời nguyền do chính con người đẻ ra. Sở hữu nguồn chú lực khổng lồ xuất phát từ sự căm thù của người mẹ, vốn là một điều bất hạnh của một người phụ nữ, nhưng cuối cùng lại bị Kamo Noritoshi, nguyên sư tàn ác nhất lịch sử, lợi dụng để rồi tạo ra 9 con chú thái đáng sợ như vậy. Ít lâu sau, những vụ án liên tiếp xảy ra, điểm chung là tất cả đều bị đâm bởi lời nguyền khi đang lên căn hộ của mình và phàn nàn nhiều về việc cửa luôn tự mở. Nhóm Yuji, Megumi và Nobara được yêu cầu đi giải quyết vụ này. Thêm một điều đáng lưu ý nữa là cả 3 nạn nhân đều đang theo học tại cùng một trường cấp 2 trong 2 năm, vậy nên tổ đội bất ổn sẽ đến ngôi trường đó để điều tra, nhưng trước đó sẽ đến gặp một người quen của 3 nạn nhân đó. Tuy nhiên vừa đến nơi thì người quen đó cũng đã ngỏ. Cái chết của anh này cũng y xì đúc với những người trước. Giờ đám người của Yuji chỉ biết trông chờ điều tra tại ngôi trường đó mà thôi. Vô tình thế nào đây cũng chính là nơi mà Megumi từng cắp sách. Theo lời kể của đám du côn trong trường, thì đầu tua tủa cũng có một quá khứ ghê gớm ra trò với vị thế đứng đầu gang của trường. Ngay đến bảo vệ trường còn nhớ mặt cậu, nên việc tìm thông tin cũng dễ dàng hơn. Sau một hồi hỏi han, họ tìm được manh mối liên quan đến trò nhảy bungee ở cầu Yasohachi, nơi nổi tiếng về những vụ tự sát. Cụ thể thì nhóm 4 người này từng biến mất và được tìm ra trong trạng thái bất tỉnh dưới chân cây cầu ấy. Các manh mối đều dẫn đến cây cầu kỳ quái, vậy nên ưu tiên của cả bọn là đến đó điều tra. Qua hẳn một đêm ngồi chờ mòn cả đít, cả ba chẳng nhìn thấy hay thậm chí là cảm nhận được tàn dư chú lực của bất cứ lời nguyền nào. Thời gian càng kéo dài sẽ càng có thêm người bị hại. Họ cần gấp rút tìm ra lý do lời nguyền được tạo ra và thanh tẩy càng sớm càng tốt lời nguyền đó. Đang bế tắc thì một người quen của Megumi xuất hiện, đem đến cho nhóm chú sư thêm thông tin rằng cô cảm nhận thấy có sự hiện diện kỳ lạ nào đó trước cửa nhà mình, đồng thời giúp khẳng định thêm mối quan hệ giữa những vụ án này có liên quan đến cây cầu kia, và chính cô cũng đang có những dấu hiệu bị lời nguyền hỏi thăm. Cô gái này còn bổ sung một điều khiến Megumi sửng sốt, đó là chị gái của cậu cũng đã đi đến cây cầu này vào ban đêm cùng cô. Vụ án bây giờ càng lúc càng trở nên phức tạp. Megumi lập tức gọi về yêu cầu cho vệ sĩ chú sư bảo vệ chị gái mình, nhưng cậu lại nhận được thông báo rằng cấp trên đang đánh giá lại cấp độ của lời nguyền, nhiều khả năng nó vượt ngoài năng lực của các chú sư cấp 2 nên cả nhóm có thể trở về. Megumi cũng chăn trở không biết nên làm gì lúc này. Nếu họ trở về và đợi Gojo thì lúc ấy đã quá muộn, nhất là một lời nguyền hẹn giờ từ nạn nhân kiểu như này. Vậy nên chính cậu phải thanh tẩy nó ngay lúc này. Đầu tua tủa nói dối để Yuji và Nobara về trước, còn mình sẽ về sau, để tránh cho hai đứa bạn dấn thân vào nguy hiểm. Đêm hôm đó, một mình Megumi đến cây cầu bằng chính cách mà những người dính lời nguyền từng đi. Vì khả năng nói dối của cô cậu quá là tệ nên hai khứa bạn đã quay lại và mò theo sau. Lúc này Megumi mới nói thật về tình trạng của chị gái. Lời nguyền đã ám lên chị ấy, tình trạng đang vô cùng nguy kịch, nhưng do cấp độ lời nguyền đã tăng lên nên chẳng thể để hai đứa bạn gặp nguy hiểm mới làm thế. Tuy nhiên chắc gì Yuji và Nobara đã nghe lời cậu, vậy nên Megumi đành chấp nhận sự giúp sức của hai đồng đội ồn ào này vậy. Sau khi hoàn tất thủ tục, họ chính thức bước vào kết giới của lời nguyền. Ở đó không chỉ có lời nguyền mà còn có một chú thai cửu tướng đồ, thứ mà trước đó đám Geto đã phóng thích. Yuji xin kèo đối đầu với con quái này, trong khi Megumi và Nobara lo lời nguyền. Trận chiến giữa tóc hồng và chú thai khá căng, khả năng cận chiến của con quái này có phần hạn chế, khiến nó bị ăn hành liên tục từ Yuji. Nhưng trong suốt quá trình chiến đấu nó liên tục phóng máu của mình ra, tuy né được hết nhưng Yuji cũng hơi bị phờ lo. Còn về phía Nobara và Megumi, vừa đập vừa chạm, cả hai đã hạ được khơ khớ đám lời nguyền. Trong khi Megumi còn mải suy nghĩ đăm chiêu thì Nobara đã bị một chú thai cửu chứng đồ khác bắt đi. Ngay sau khi thấy người anh em đến, chú thai đối với Yuji đã vội vã chuẩn theo ngay. Theo đánh giá tình hình của đầu tu tùa, hai con quái vừa rồi đáng lo ngại hơn, nên bảo Yuji mau đuổi theo để hỗ trợ Nobara, còn mình sẽ lo nốt ở đây. Sau một hồi ra chiêu nhiệt tình, cứ ngỡ đã dọn dẹp sạch sẽ đám lời nguyền chuột, Megumi mới nhận ra con nguyền hồn thực sự, boss cuối của sân chơi này, bây giờ mới xuất hiện. Nó là một chú thai y hệt con mà cậu đã đụng độ ở trường giáo dưỡng trước đây, nhưng mà đáng gờm hơn rất nhiều, cả về uy lực của cú đòn
đến tốc độ của nó đều vượt trội hơn hẳn. Kể cả khi Megumi sử dụng thức thần, cũng chỉ thoát được một đòn cho cú sau thì ăn trọng. Những lúc nguy hiểm như vậy, chỉ có skill nhớ lời thầy dạy mới cứu nổi. Megumi hiểu điều đó. Sau khi nhớ lại lời của Gojo, cậu lập tức cho thấy cái uy của mình khiến chú thai rén. Megumi kết ấn và kích hoạt thứ kỹ năng chỉ có những chú sư cấp cao mới có thể dùng được. Bành trướng lãnh địa, bóng chứa Pokemon. Ngay sau khi kích hoạt, môi trường xung quanh bị biến đổi, bao vây con chú thai toàn là bóng dạng sền sệt đặc quánh. Khi ở trong lãnh địa, Megumi cùng các thức thần đều được búp thêm sức mạnh gấp nhiều lần, liên tục xen kẽ tấn công tới tấp khiến chú thai hoang mang. Để rồi khi nó phát năng lượng hòng thoát khỏi lãnh địa, thì Megumi dùng Husky âm dương xuất hiện đằng sau, tận dụng móng vuốt để có thể gây sát thương cho chú linh của thức thần, đâm một lỗ xuyên người chú thai, tiễn vong về với cát bụi kết thúc cuộc chiến. Megumi thu hồi lại ngón tay của Sukuna, nhưng do lần đầu làm chuyện ấy vừa tốn sức vừa tốn máu, khiến cậu gục ngã ngay tại chỗ. Ở đầu cầu phía Nobara, tôi sẽ tạm gọi cô này là chú anh, còn khứa này là chú em. Cả hai đều cảm nhận được một sức mạnh cực lớn vừa mới xuất hiện và hình dung được kết quả chú thai đã bị thanh tẩy. Chú anh vội vàng chim cút đến chỗ đó để thu hồi ngón tay. Phong cách di chuyển của tên này cũng quái chẳng kém gì giao diện của hắn cả. Phong cách nhảy ngựa lại còn giật lùi nhìn muốn ghét. Sở dĩ tên này thích di chuyển kiểu này là bởi sự tự ti về tấm lưng của mình. Nobara dĩ nhiên không để địch xôi xéo dễ thế. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì cô Yuji cùng chú em đã xuất hiện phía sau tên chú anh và chiêm ngưỡng toàn bộ tấm lưng dị hợm của hắn. Máu điên dồn hết lên não. Chú anh thề hứa đảm bảo sẽ cho cả hai biết mùi đất. Nói xong hắn tấn công hai chú sư bằng máu với công năng ăn mòn cực cao. Nhận ra mình đã động vào tổ kiến lửa, nhất là khi máu của nó nguy hiểm thực sự. Thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào. Yuji liền vác theo Nobara chạy ngay trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Bảo cô ả quan sát bảo vệ phía sau, nhưng chỉ một cái nhún chân thôi, Yuji đã bứt tốc với tốc lực khiến cho chú anh cũng chẳng theo kịp mà ra đòn. Tưởng như cả bọn đã thoát thân, thì ngay phía sau chú em đã xuất hiện phun máu vào người Yuji. Nobara không để ý cũng bị dính đòn của chú anh. Ngay lập tức ở những vùng dính máu của cả hai, những họa tiết màu đen hình hoa hồng xuất hiện. Theo lời của chú anh thì ở những chỗ đó, da thịt sẽ dần bị hoại tử. Nobara chắc trụ được 10 phút còn Yuri chắc được 900 giây. Nếu muốn sống thì chỉ còn cách phá giải thuật thức, cụ thể là tiêu diệt hai anh em bọn chúng. Nước đi này của chúng có phần hay, nhưng sai người. Đừng quên Nobara sở hữu skill khiến địch ta trung tần số đau đớn. Thay vì phải dùng một bộ phận như những lần kích hoạt trước, giờ đây máu của đám quái đã có trên da thịt cô, quá đủ để kích hoạt thuật thức. Chú anh nhận định rằng với sự đau đớn mà thuật thức của hắn gây ra vượt quá giới hạn chịu đựng của con người, hai tên chú sư kia sẽ không thể cọ quậy mà làm gì được. Nhưng điều đó không xảy ra với Yuji. Thậm chí cả Nobara cũng kích hoạt thuật thức để thương tổn cho cả hai bên cùng gánh. Yuji dùng liên hoàn đấm lên chú em. Dù biết đau đớn chưa đủ để hạ thằng em mình, nhưng chú anh vẫn lao đến để chặn hai đứa kia lại. Thì Nobara và tóc hồng đổi địch đối đầu sau từng ấy thương tổn. Mình Nobara cũng có thể thanh tẩy cho chú em về với đất mẹ, nhất là bây giờ phải đối đầu với Yuji, khiến chú anh đau đầu không biết nên giải thuật thức hay không. Hắn tự tin là vẫn có thể cầm chân cặp chú sư đến khi Si Vương kích hoạt, nhưng thằng em thì yếu lắm rồi, khiến hắn quyết định giải trừ thuật thức. Chỉ chờ có thế, Yuji như khuyển sổ lồng lao đến đánh liên hoàn khiến chú anh khôn đốn ăn đấm như con, bất chấp kích hoạt chú thuật cũng chẳng si nhê để chốt hạ cho chúng. Cả lên đồ chuẩn bị kích hoạt những tuyệt kỹ tất sát của mình, cả hai vận công chuyển vào vũ khí của mình để cùng một lúc tung đòn trực diện vào đối thủ. Chú em chút hơi tàn định chơi lén Nobara, nhưng bị cô nàng dễ dàng hạ gục. Trước cái chết của em mình, chú anh bật khóc thương cảm. Cảnh tượng đó đã lọt vào tầm mắt của Yuji. Còn Nobara cũng nhận ra chú em có cái gì đó rất khác với nguyên hồn thông thường. Đúng lúc ấy, một cái xe hết sức vô duyên đi qua, tạo điều kiện cho hai anh em chúng trốn thoát. Mặc dù Yuji đã đuổi theo, nhưng chú anh lấy một người trên xe làm con tin, nên tóc hồng cũng không làm gì được. Tuy nhiên cô nàng Nobara thì có, với cánh tay đứt lìa của tên chú anh còn lại, quá đủ để cô tiễn địch một bước sang thế giới bên kia. Để thêm phần chắc cú thì Yuji bồi thêm một cú đấm phun chú lực, nhưng đi kèm theo đó là một lời xin lỗi. Bế mạc cuộc đời của hai tên chú thai cửu tướng đồ, kết thúc cuộc chiến. Trong lòng cả Yuji lẫn Nobara đều cảm thấy có gì đó hơi nghẹn ngẹn. Hai tên đó dẫu là những con quái vật, nhưng tình cảm chúng dành cho nhau là thật. Lát sau, Yuji và Nobara trở lại dưới cầu thì tìm được Megumi đang bất tỉnh. Hên là cậu vẫn tỉnh lại ngay sau đó, nhưng không may là ngón tay thu thập được bị Sukuna nuốt mất. Có vẻ như cơ thể của Yuji vẫn đủ khả năng khống chế được, nên cả bọn được an toàn trong lần này. Nhiệm vụ kết thúc tất thắng. Tuy nhiên còn khá nhiều thứ đọng lại trong Megumi và Nobara. Họ đều hiểu rằng chính việc Yuji nuốt ngón tay Sukuna đã tạo ra cộng hưởng thu hút những lời nguyền tụ tập lại. Những vụ việc như ở cầu Yasohachi cũng sẽ xảy ra nhiều hơn. Vậy nên họ quyết định sẽ im lặng không nói cho tóc hồng biết. Tuy nhiên hai người họ chẳng nói thì Yuji cũng biết, thông qua cái mồm của Sukuna. Và cậu cũng buộc hắn phải giữ kín chuyện này với Megumi. Trải qua nhiều cuộc chiến cam go, những chú sư như Maki, Panda, Megumi, Nobara, Yuji được đề xuất thăng lên làm chú thuật sư cấp 1. À, có vẻ như chúng ta đã quên mất một người nhỉ. Gojo Satoru vẫn đang điều tra một tên nội gián của đám lời nguyền, khả năng là học sinh trong hai trường chú thuật. Cuối cùng tên đó là ai? Geto và đám lời nguyền đang ủ mưu gì? Đám học sinh của trường chuyên chú thuật liệu có lên level? Phía trước có những khó khăn gì? Và Gojo liệu có truy quét được hết đám Geto kia? Hãy đón chờ mùa thứ 2 của chú thuật hồi chiến ngay trong tháng 7 này. Và tôi quản quại, xin chào và hẹn gặp lại.